Sau hơn một năm thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo vừa được chuyển giao cho ông Nguyễn Thế Hồng, người sở hữu Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lưu giữ trưng bày. Hiện vật được đặt tên Con dấu vàng quý hiếm Kim Bảo Tỷ của Hoàng đế Minh Mạng, sinh năm 1791 và mất năm 1841. Cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông, kích thước 13,8 x 13,7 cm. Mặt trên của ấn khắc hai dòng chữ Minh Mạng tứ niên nhị, Nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo, được làm vào ngày 4 tháng 2 năm thứ tư đời vua Minh Mạng, tức ngày 4 tháng 2 năm 1823, và thập thành hoàng kim trọng nhị bách bát thập lạng cửu tiền nhị phân, làm bằng vàng, nặng 280 lạng, 9 chỉ 2 phân, khoảng 10,7 kg. Cảm xúc của tôi là rất vui mừng được nhờ sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và các bộ ngành, hôm nay đã mang được ấn về bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, là tôi tự hào với dân tộc Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng gìn giữ. Đây cũng là một cái sự cố gắng của cùng tôi, cùng gia đình, với hai là tự sự giúp đỡ rất nhiệt tình và có trách nhiệm của các bộ ngành, nhất là bên đại sứ quán tại Pháp các thứ, mấy các bộ ngành, bộ công an mà đã hỗ trợ tôi mang về được mấy bảo tàng. Đây là một cái niềm rất vinh dự. Theo cuốn Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ, ấn được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của triều Nguyễn như lễ khánh tiết, ban ân, xá tội, đi tuần thú các địa phương, sắc thư ban cho nước ngoài. Đặc biệt, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo là ấn vàng lớn, đẹp, quý và quan trọng nhất của Vương triều Nguyễn. Trải qua 143 năm tồn tại với 13 đời vua, triều Nguyễn đã cho chế tác và đưa vào sử dụng hơn 100 chiếc ấn, thường đúc bằng vàng, bạc gọi là kim bảo, chế tác từ ngọc quý gọi là ngọc tỷ. Bảo vật ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo được gắn với nhiều mốc lịch sử trọng đại. Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945, sau khi tuyên bố thoái vị, vua Bảo Đại trao ấn Hoàng đế Chi Bảo được chọn trong số 200 ấn triện, các loại được lưu trữ tại Điện Cần Chánh và Ngự Tiền Văn Phòng, cùng thanh bảo kiếm mà vua Khải Định lên ngôi từ năm 1916 đến năm 1925 trao lại cho chính quyền cách mạng tại Ngọ Môn. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, tháng 12 năm 1946, không ai còn rõ thông tin về nơi lưu giữ ấn kiếm. Tuy nhiên, năm 1952, hai cổ vật này đã rơi vào tay người Pháp, và đến ngày 8 tháng 3 năm 1952, Pháp tổ chức lễ trao lại ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại với vai trò là quốc trưởng, sau đó được đưa sang Pháp vào năm 1953. Bên cạnh giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo là di sản văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng với dân tộc, là biểu trưng của quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định của tiến trình lịch sử Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng cho sự chuyển giao từ chế độ quân chủ hơn nghìn năm sang nền dân chủ của nhân dân Việt Nam và nước Việt Nam mới, dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.